Xin được kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại với lại Vũ Tới Ô Tô. Có địa chỉ tại số 26 cầu Diễm Bắc Từ Liêm Hà Nội và số điện thoại của em là 0977 500 055, một trong những kênh mua bán đại diện bán hàng của siêu thị ô tô BK và trung tâm cao tu. Giới thiệu qua cơ sở của em rất là nhiều mẫu xe gầm cao và chuyên tất cả dòng xe đã qua sử dụng, thưa quý anh chị nhé. Vâng, hôm nay bên em lại về một chiếc Toyota Venturer được sản xuất 2018, xe biển tỉnh. Mời quý anh chị cùng em xem qua chiếc xe này chi tiết, và chiếc xe còn mộc nguyên màu sơn, nước sơn màu đen cụm đèn trước của chiếc xe nhé quý anh chị nhé. Và ngoài ra đèn chú gầm chiếc xe đây ạ. Xe đã trang bị cam 360, lốp của chiếc xe cũng rất dày nhá, la răng đa trấu. Xe về chưa kịp dọn dẹp sơn tỉa gì thì em cũng quay luôn cho quý anh chị. Vành 16 inch, xe mới thay một dàn lốp nhé quý anh chị nhé. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2022. Gương kính được trang bị chỉnh điện, tay nắm cửa sơn đen. Nội thất của chiếc xe màu ghế da nguyên bản nhé quý anh chị nhé. Táp lô và ngăn giấy tờ, ngăn nằm mát nhé quý anh chị nhé. Vâng, đây ạ. Hàng ghế sau của chiếc xe nhé quý anh chị nhé. Hàng ghế sau của chiếc xe, cửa gió và đèn trần nhé quý anh chị nhé. Xe 8 chỗ rất là rộng rãi. Cụm phần đuôi xe đây quý anh chị nhé. Phần đuôi xe, camera lùi, cảm biến sau, phần khoang cốp, khoang hành lý, hàng ghế thứ 3, dụng cụ và những con ốc keo chỉ thì xe vẫn còn nguyên bản nhé quý anh chị nhé. Khung gầm của chiếc xe không bị có dấu hiệu mọt hay là bị tai nạn nhé quý anh chị nhé. Kết cấu khung gầm nói chung là chiếc xe này thì mọi vấn đề về xe tai nạn đông đụng ngập nước thì không có dấu hiệu gì. Xe chạy được 4 vạn 1 nhé quý anh chị nhé. 2018, vô lăng bọc da đây ạ. Màn hình Android, điều hòa tự động 2 chế độ lái, hộp số tự động 6 cấp. Máy móc động cơ nhé quý anh chị nhé. Em mời quý anh chị để xem qua chiếc xe này. Với chiếc xe đã qua sử dụng như này, bên em cam kết cho quý anh chị về chất lượng xe, một chiếc xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước và giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ, thưa quý anh chị nhé. Những con ốc keo chỉ vẫn còn nguyên bản nhé quý anh chị nhé. Máy móc chưa dọn dẹp đây ạ. Máy móc của chiếc xe, những con ốc keo chỉ của chiếc xe hoàn toàn là đều là nguyên bản nhé quý anh chị nhé. Với chiếc xe đã qua sử dụng như này, bên em cam kết cho quý anh chị về chất lượng xe, xe không tai nạn đâm đụng ngập nước và giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Chiếc xe này bên em đang mong muốn với giá hơn 600 triệu, 600 loanh quanh 675 triệu thưa quý anh chị nhé. Giá vẫn còn thương lượng được. Quý anh chị liên hệ qua số điện thoại 0977 500 055. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video và ủng hộ em. Xin kính chào lại quý anh chị.